Khánh Hòa, Lâm Đồng bổ nhiệm nhân sự mới. Ngày 26 tháng 8, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, đại diện Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Văn Ngọc Sen, Phó Giám đốc Sở Nội vụ để chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2024 và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khánh Hòa. Điều động bà Lê Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đến nhận công tác tại Sở Nội vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Bổ nhiệm ông Trần Minh Quang, phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt, giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt. Điều động ông Lê Quốc Thành, Phó Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Tổng công ty Khánh Việt và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Chánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều động ông Phan Châu Vinh, trưởng phòng quản lý chất lượng và an toàn giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải đến nhận công tác tại Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các cán bộ phát huy kinh nghiệm công tác, tiếp tục nỗ lực rèn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn, nhanh chóng tiếp cận công việc mới, trong quá trình công tác phải xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ cùng với cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng ngày, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, ông Hoàng Văn Bằng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, được điều động về giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Ông Nguyễn Văn Phương thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc, điều động đến Hội đồng nhân dân giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Ngô Văn Ninh thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy và giới thiệu Hội đồng nhân dân bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc. Ông Trương Văn Tùng thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đơn Dương, điều động giới thiệu tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ, giữ chức vụ Chủ tịch Hội nông dân tỉnh. Ông Đa Cát Vinh thôi giữ chức Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, điều động đến Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Điều động ông Nguyễn Khắc Bình tỉnh ủy viên, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Văn Cường thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng, điều động giữ chức vụ Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy. Ông Huỳnh Minh Hải thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, được điều động đến công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Quyết định về việc tiếp nhận ông Hoàng Văn Bằng về Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Ông Nguyễn Văn Châu thôi giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông, chỉ định giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Đam Rông. Bà Dương Thị Ngà thôi giữ chức Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, được điều động tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đơn Dương. Ông Nguyễn Văn Lộc thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đam Rông, điều động giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học đề nghị các cán bộ nhận nhiệm vụ hôm nay hãy bắt tay vào việc để phát huy một cách tốt nhất ngay từ ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ.